Chào mừng các bạn đến với thành phố Cần Thơ, Tây Đô của Việt Nam. Xin chào các bạn. Mời các bạn xem cầu Cần Thơ. Chúng ta đang đi chuẩn bị bước đi qua cầu Cần Thơ từ địa phận Cần Thơ về hướng ngã ba Trung Lương. Mời các bạn cùng xem cầu Cần Thơ là một trong những cái cầu rất là quan trọng ở đồng bằng sông Cửu Long, nối liền hai tỉnh Vĩnh Long và Cần Thơ. Cầu này là nó xây sau cầu Mỹ Thuận. Cầu Mỹ Thuận cũng là một trong những cái cầu quan trọng. Thì cầu Mỹ Thuận là chúng ta đã có video trước là nối liền giữa hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long. Thì cầu Cần Thơ cũng có vị trí tương tự, nó là một cái cầu rất là quan trọng của đồng bằng sông Cửu Long. Bây giờ thì chúng ta đang trên đường dẫn vào cầu Cần Thơ. Chúng ta đang đi từ hướng từ thành phố Cần Thơ về tỉnh Vĩnh Long. Các bạn có thể thấy cái chốt cầu Cần Thơ ở trên. Cầu Cần Thơ là một trong những cây cầu dây văng lớn do các kỹ sư Việt Nam trực tiếp thực hiện. Thì cầu Mỹ Thuận cũng là một cái cầu dây văng, nhưng mà có sự hỗ trợ của nước ngoài, đó là của chính phủ Úc. Riêng cầu Cần Thơ là do các kỹ sư người Việt Nam thực hiện 100%. Tuy nhiên, như các bạn đã biết trong quá khứ là thì cầu Cần Thơ cũng có một sự cố khi mà nó xảy ra sập cái nhịp cầu. Thì lúc đó là một cái sự kiện rất là nổi tiếng đó. Và do đó là cái tiến độ thi công cầu Cần Thơ nó cũng trễ nải một chút so với dự kiến ban đầu. Cầu Cần Thơ do Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận thuộc Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, với tổng chiều dài toàn tuyến của cây cầu Cần Thơ là 15,85 km. Với tổng chiều dài cầu là 15,85 km, trong đó phần đường dẫn vào cầu phía Vĩnh Long dài 5,41 km, phần cầu chính dài 2,75 km và phần đường dẫn vào cầu phía Cần Thơ dài 7,69 km. Quy mô mặt cắt ngang của cầu Cần Thơ rộng 23,1 mét. Cầu bao gồm 4 làn xe chạy với chiều rộng mỗi làn là 3,5 mét với 2 làn lề bộ hành đi bộ mỗi lề rộng 2,75 mét. Các bạn nhớ nhấn like và đăng ký theo dõi kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn xem video vui vẻ.
chúng ta đang đi trên trên mặt cầu Cần Thơ các bạn. Cầu Cần Thơ là cây cầu dây văng bắc qua sông Hậu, nối liền thành phố Cần Thơ và Vĩnh Long. Chúng ta đi qua khỏi cái cầu Cần Thơ này thì nó sẽ đến địa phận của tỉnh Vĩnh Long. Bây giờ chúng ta đang đi từ hướng từ Cần Thơ về Vĩnh Long. Nếu mà chúng ta đi từ Vĩnh Long thì ngược lại nó hai cái cầu đã nối. Cầu này bắc sang sông Hậu. Là cái cầu dây văng đầu tiên được xây hoàn toàn bởi các kỹ sư người Việt Nam. Cầu dây văng đầu tiên là cầu Mỹ Thuận. Đâu, cầu Mỹ Thuận là có Úc hỗ trợ. Thì cầu dây văng đầu tiên của Việt Nam là cầu Mỹ Thuận, nhưng mà cái cầu này ấy là cầu dây văng của người Việt Nam làm không thôi. Nó ở cầu Cần Thơ và cầu Rạch Miễu là cũng do người Việt Nam làm không? Mời các bạn hãy nhấn like và đăng ký theo dõi kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây, bây giờ chúng ta đang đi đến cái đỉnh giữa của cái cầu. Tức là sau khi mình xây cái cầu Mỹ Thuận là cái cầu đầu tiên chúng ta xây dựng là cầu dây văng, thì có Úc hỗ trợ, thì đến cái cầu thứ hai là cầu Cần Thơ thì chúng ta không cần phải có sự hỗ trợ của nước ngoài nữa.